Rồi, chào tất cả mọi người đến với video của mình nhé. Hiện tại em đang có một bộ chú đôi của Liêm. Bộ này thì chú đôi của Liêm thì khá là to nè mà. Bộ này thì nó dày tới 20 đó. Bộ này thì nó đang dày là 20. Khá là to luôn. Bộ này thì kích thước của nó dày 20 và rộng là 1m95 anh em nhé. Rộng là 1m95 là 28 kép lại, dài là 3m16. Đúng rồi, 3m16. Này là dài 3m16 này. Hàng này nếu mà anh em mà riêng cái hàng này là cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp luôn. Này là em chưa khoan cùm này, chưa khoan cùm anh em nhá. Đây bộ chứa đồ của Liêm, bình thường thì bộ chứa đồ của Liêm thì kích thước đó cũng rất là bé thôi anh em ạ. Nó toàn là ngắn có 2m mấy, nhưng mà nay thì cũng có được bộ 32, hai bộ 32. Nói chung bộ này thì nó cũng văng thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Thì bộ này thì em bán với giá là 50 triệu nữa. Bộ này thì em sẽ bán với giá là 50 triệu cho anh em bao ship. Đợt này là em sẽ làm chân đó, là làm chân gỗ mùn cho anh em nhé. Là cái loại gỗ này thì nói chung là rất là tốt luôn. Tại vì cái chân gỗ mùn này thì người ta là chuyên gia tiện lục bình mà. Thì anh em đủ biết là cái hàng mà tiện lục bình thì đâu phải là cái gỗ nào cũng tiện được đâu. Thì phải cái loại gỗ tốt mới tiện được. Thì nói chung cái gỗ mùn này thì nó là chuyên gia tiện lục bình. Và bây giờ nếu mà làm chân thì em sẽ làm chân đấy cho anh em luôn. Hàng đấy là bảo đảm anh em. Riêng cái chân gỗ mùn ấy mà nó càng khô là nó càng cứng. Đấy là một câu thật sự luôn. Tại vì là cái loại đấy thì nó mà nó khô đi nó cứng, rất là cứng luôn. Đấy. Còn hiện tại anh em mà mua sản phẩm anh em nha, thì anh em nào nếu mà nói chung là dạo này thì cũng có rất là nhiều nơi người ta bán chứ không phải mình em. Thì anh em nếu mà so giá thì cũng tùy anh em thôi, chứ còn em thì giá em đưa ra thì anh em xem, nếu anh em mà thích thì cũng có bộ thì em sẽ, nói chung thì anh em mà nếu mà bộ nằm số tiền lớn á, anh em mà thích ý, thì em vẫn có thể bớt cho anh em. Còn như những bộ nhỏ nhỏ như thế này thì cũng khó, tùy anh em thôi. Thì nếu mà anh em ở xa thì cũng có thể chiếu cố được tí. Ví dụ ở xa mà không tiện xem hoặc là gì đấy. Thì nói chung mọi người nếu mà mua hàng em thì mùa dịch này thì nếu mà chuyển được thì em sẽ chuyển nhé. Còn nếu mà không chuyển được thì anh em có thể cọc cho em một số tiền là cũng tương đương. Tại vì là một số tiền, tại vì trong mùa dịch này nếu mà anh em mà cọc cỡ 5 triệu hay 2-3 triệu. Mà ví dụ dịch này mà nó kéo dài khoảng vài ba tháng thì hàng giữ lại mà tầm số tiền đấy thì cũng không làm được gì anh em ạ. Nên là ví dụ anh em có thể cọc cho em tầm 10 triệu, mười mấy triệu, 20 triệu cũng được. Thì anh em nào nếu mà mua hàng thì có thể là gọi điện cho em nhé. Gọi điện cho em, quay video trực tiếp. Tại vì dạo này thì rất là nhiều người lừa đảo luôn. Rất là nhiều người lừa đảo luôn. Thì đấy, thì anh em rất là nhiều thành phần lừa đảo. Nên là anh em mua hàng ấy là anh em phải gọi video trực tiếp đi xem hàng. Hoặc là những nơi uy tín. Tại vì hàng ấy thì người ta bây giờ, ví dụ người ta đã muốn lừa anh em thì rất là dễ luôn. Như cái bộ này bây giờ người ta đăng lên. Người ta báo giá cho anh em 30 triệu. Thì đấy, thì anh em coi như là anh em đã thích rồi. Tại vì hàng to, rẻ, đẹp thì anh em mà không thích thì cái đấy là một điều là chắc chắn đấy. Nên là anh em mà nếu mà muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp, gọi điện trực tiếp. Nếu mà không lên được thì anh em có thể gọi video trực tiếp để xem hàng. Đấy. Còn ví dụ còn như anh em mà mua bộ này thì liên hệ trực tiếp qua số Zalo của em là 0333 88719 nhá. Hoặc là số điện thoại của em là 0879 839 739 nhá. Mấy cái số đấy thì em đều có Zalo hết, nhưng mà cái số 0333 là số đấy là Zalo chính của em nhá. Rồi em xin kết thúc video đây nhá.